Xin kính chào chị em và các bạn. Đây là chiếc Seiko X-Sauline được sản xuất những năm 1980 với vỏ mạ vàng, núm đính đá sapphire, mặt số 3 kim. Ba kim và số chỉ giờ la mã cũng như chấm chỉ giờ được mạ vàng trên nền trắng, loại vàng 18 carat. Đây là chiếc X-Sauline có model là 4N21-0180, có viền tròn 23,5 mm, điểm bắt dây 13, xấp xỉ 13 mm, dây là dây Bambi dạng thun còn rất tốt. Đồng hồ có vỏ viền vẫn còn tốt, không có vết chấm phá nào, mặc dù đã có dấu hiệu của sự sử dụng. Đây, ví dụ đây. Đấy. Mặt trước thì đẹp, mặt trước và kính không vết xước nào. Tổng quan mới trên 90%. Cảm ơn các bạn đã xem video.